ມາໄດ້ຈໍາລຽບສູ່ນະທ່ານຜູ້ຄົນຄັນອີກອັນຂ້າງເຄື່ອງກາບັງຫານຍ້ໍາປີການຖືເມນເທເນນຕື ហើយវិធីសាស្ត្រ clean គឺមានពីរវិធីទី1គឺយើង clean machine print គឺមាន 2 ទី 1 គឺ clean បាទ clean head printing ទី 2 គឺ deep cleaning clean head printing គឺមានន័យគឺជាការ print គឺជាការ clean លក្ខណៈជាប្រចាំ សម្អាតជាប្រចាំ ទៅលើហៅថាការស្ទះការកកនៃទឹកថ្នាំទៅលើ heads ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលយើង clean ធម្មតា clean ជាប្រចាំនឹងមិន มันสะอาดเด้คือយើងចាំបាច់ត្រូវតែប្រើคลีนមួយទៀតហៅថា chúng ta mới khai biết trong nâng bằng hai chu nâng ở cái ở mưa tại đó ta kê clean dạng mạch nâng lưu printer và để ở miền thạch LCD đấy miền tại bụt tông xem là chọn chứ rất không cả clean và ở lâu ní cứ mà sân print mạng ở cần nóng một đài chi đọc một thầy bạn này mà đài chi đọc một thầy chắc nơi nóng ní cứ ở miền ở hay thà LCD thông xong rồi mưa không cả thạch ao bị chia thế chẳng tin mũi cứ nhom bao nhiêu pin được clean bạn hay printing mẹ clean thỏa mà đá chẳng tin mũi là con hãy chọn bút tông set up đi bút tông rụp sáo đi bút tông set up đi bạn chọn lưu về máu là con kia chọn sinh nhạc bộ này do lịch pì bạn do lịch pì mình là clean thỏa mà đá បន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាត្រូវមក clean head តើយើង clean head និង clean a head របស់ សរ ខ្មៅ ឬ របស់ color color មានតែ សរ ខ្មៅ ទាំង ពណ៌ នឹង ចូល គ្នា អញ្ចឹង យើង យក អានេះ មក មាន clean ទាំង អស់ ទាំង កប៉ុង ទាំង ឆ្នាំ ទាំង 3 ទាំង 4 នឹង ដល់ អញ្ចឹង យើង ចុច start នៅ លើ color នឹង មក បាទ ហើយ យើង ធ្វើ ការ រងចាំ នោះ ម៉ាស៊ីន របស់ យើង នឹង ចាប់ ដំណើរ ការ បាទ và đấy cứ bị chặt tam tầm là cái mà chẳng có nó phải là clean cứ về mình chỉnh cái đặc mùi vô mà áo ấy và chẹt đặc lệ hệ thống sàn thế này bạn này chẳng bờ clean vừa sát cứ vừa hoạt tay của ta để mà đang mà xin cái trong bàn clean này chẳng bờ clean bạc đang hơi nơi tay mình sát dương lần vừa mua thế hạt deep cleaning và deep cleaning cứ trong này cứ du trên mình tích ហើយយើងខាងពីរបៀបdeep cleaning នៅពេលដែលយើង clean ធម្មតាអញ្ចឹងហើយវានៅតែមិនស្អាតវានៅតែមិនជ្រះគឺយើងចុចលើប៊ូតុង set up នឹងដដែលបាទចុចលើប៊ូតុង set up មកនៅលើ LCD យើងនឹងឃើញលេខ 1 ឃើញផ្សោតអញ្ចឹងយើងចុចយកលេខ
3 bạn chơi sinh nhà 4 đó lịch 7 chơi đó lịch 7 máu nhưng chặt làm start cleaning máu nè chơi start cleaning nhưng máu bạn đi cứ chặt làm tầm nào cái ấy. Mà chẳng biết tầm nào cài dù thịt. Mà cái cũng phụng là tầm nào cài clean head bằng bằng dân print nâng. Bạn dùn thích bạn nè rồi chờ lại chẳng nơi bên lại chụp lại cái hạt lược bò rồi chế cái cò chụp lô đài cứ thòm đài chẳng hạn thôi cả print ấy bạn thòm đài ở con chia ra